huyện Hóc Môn và Củ Chi, đô thị sinh thái và hiện đại phía tây bắc thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, luôn tự hào là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu. Để thực hiện được những mục tiêu ấy là cả một sự đồng hành của chính quyền và xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh tích cực mời gọi đầu tư hướng vào các khu đô thị mới, trong đó khu đô thị phía Tây gồm huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn được kỳ vọng đón nhận sự đầu tư, tạo nên khu đô thị sinh thái và hiện đại bậc nhất khu vực, đánh thức con rồng Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Hóc Môn. Hóc Môn, Bà Điểm đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam bằng tên gọi 18 thôn vườn trầu. Lịch sử 18 thôn vườn trầu gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm. Một vùng đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng với lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ, cùng nhiều điểm tham quan, di tích lịch sử, tôn giáo. Đó chính là những dấu ấn hấp dẫn thu hút du khách tham quan, tìm hiểu các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, tổng diện tích tự nhiên của huyện là 110 km2, nằm ở cửa ngõ thành phố. Hóc Môn có hệ thống giao thông đường bộ đa dạng, bao gồm các tuyến đường lưu thông chính, trục động lực kết nối liên vùng để phục vụ lưu thông và phát triển kinh tế xã hội của cả địa phương. Ngoài ra, huyện Hóc Môn còn thừa hưởng địa lý nhiều kênh rạch tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi phát triển về hệ thống giao thông đường thủy, có vành đai các sông ôm từ phía đông sang phía tây, là nơi lý tưởng để vừa là trên bến dưới thuyền, vừa buôn bán hàng hóa, vừa phát triển du lịch. Theo quy hoạch, huyện Hóc Môn có 36 đồ án quy hoạch phân khu và 10 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt. Đây là cơ sở pháp lý thuận lợi để triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội để phục vụ người dân trên địa bàn. Dự kiến huyện Hóc Môn sẽ có 2 tuyến đường sắt quốc gia, đầu tư thêm 2 công trình cầu vượt trên tuyến quốc lộ 22 nhằm tăng cường lưu thông cho khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, tại các giao lộ giữa quốc lộ 1A, quốc lộ 22 với một số tuyến đường lớn được đầu tư cầu vượt và hầm chui An Sương cũng đã thông xe 2 chiều. Đó là những yếu tố thuận lợi để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực đến với Hóc Môn, khai thác tiềm năng vốn có của địa phương có truyền thống lịch sử. Huyện Củ Chi là địa danh đất thép thành đồng, gắn liền với thành tích kháng chiến là địa đạo Củ Chi, một công trình quân sự vô cùng sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt và quyết chiến của nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống giặc. Hiện nay, những di tích lịch sử được tôn tạo, lưu truyền cho thế hệ sau cũng như du khách tham quan. Song song với dấu lịch sử và nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, huyện Củ Chi còn có hệ thống giao thông đường thủy thông qua sông Sài Gòn với độ dài trên khu vực là 54 km, chạy xuyên suốt phía đông bắc, tạo nên một kênh giao thông vận tải phục vụ nhu cầu người dân huyện Củ Chi và các vùng lân cận. Với lợi thế đó, du lịch đường thủy cũng là ngành đầy tiềm năng có thể khai thác, kết hợp với di tích lịch sử để trở thành sản phẩm du lịch riêng biệt và độc đáo cho vùng đất này. Đó là các yếu tố địa lý có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế của huyện và của cả thành phố. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 33 km, huyện Củ Chi có diện tích tự nhiên là 43.000 hectare, với nhiều quỹ đất có thể chuyển đổi đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và phát triển đô thị. Đây còn được xem là vùng sản xuất nông nghiệp trọng tâm của thành phố, tiếp tục là vùng sản xuất nông nghiệp đô thị công nghệ cao. Với bề dày lịch sử hào hùng cùng những nét đa dạng trong văn hóa và đời sống mang tầm quốc tế như địa đạo Củ Chi, địa đạo Bến Đình, Đình Tân Thông và các làng nghề truyền thống, huyện Củ Chi vươn mình với sự phát triển chung của thành phố trong những dự án lớn như khu đô thị Tây Bắc thành phố, hệ thống giao thông chính như mở rộng tỉnh lộ 8, 15, quốc lộ 22, đường cao tốc một bài thành phố Hồ Chí Minh để tạo vành đai khép kín ngoài của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Theo định hướng phát triển, huyện Củ Chi sẽ phát triển theo hướng đô thị sinh thái, đô thị thông minh và phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ cao. Là vùng sản xuất nông nghiệp trọng tâm của thành phố, tiếp tục là vùng sản xuất nông nghiệp đô thị công nghệ cao cho thành phố.
Với những lợi thế tiềm năng đó, huyện Củ Chi là điểm đến đầu tư đáng quan tâm trong sự phát triển của thành phố. Huyện Hóc Môn và Củ Chi, đô thị sinh thái và hiện đại phía Tây Bắc thành phố, các dự án mời gọi đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang xúc tiến mời gọi đầu tư 55 dự án trên địa bàn hai huyện Hóc Môn và Củ Chi. Trong đó có 18 dự án hạ tầng giao thông kỹ thuật, 12 dự án chỉnh trang đô thị, 3 dự án công nghiệp, 16 dự án nông nghiệp, 2 dự án thương mại dịch vụ, 4 dự án giáo dục văn hóa thể thao. Cụ thể, về hạ tầng giao thông kỹ thuật thuộc hệ thống cầu đường bộ, các dự án quan trọng nổi bật nhất: dự án tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Một Bài, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 50 km, quy mô mặt cắt ngang 6 đến 8 làn xe, trong đó 23,7 km trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 26,3 km trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tuyến cao tốc này đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm tải cho quốc lộ 22, là tuyến giao thông cao tốc xuyên Á kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các đầu mối cảng biển, cảng hàng không quốc tế của vùng và khu vực kinh tế ASEAN. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Dự án tuyến đường Vành Đai 3 có độ dài 92 km. Theo quy hoạch chung của huyện Củ Chi, có đoạn khoảng 20 km chạy dọc Bình Dương, vượt qua sông Sài Gòn, cắt quốc lộ 22 tại huyện Hóc Môn. Dự kiến đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe cao tốc trong giai đoạn 2021-2025. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Dự án xây đường trên cao tuyến số 5. Đây là dự án thuộc danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tại quyết định số 631 trên QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tăng cường khả năng kết nối hệ thống đường trên cao thành phố theo hướng Đông Tây, với chiều dài của tuyến đường là 34 km từ nút giao Trạm 2 đến nút giao An Sương, nối thành phố Thủ Đức, quận 12, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân, quy mô đầu tư 4 làn xe. Bên cạnh hai dự án vừa điểm qua, còn rất nhiều các dự án về giao thông kỹ thuật khác trên địa bàn hai huyện Hóc Môn, Củ Chi, với mục tiêu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng có năng lực chuyên chở lớn, an toàn và giảm ô nhiễm môi trường. Song song với các dự án quan trọng về đường bộ, với vị trí địa lý đặc thù của hai huyện Hóc Môn, Củ Chi, thì dự án về giao thông đường thủy cũng được chú trọng cải tạo. Cụ thể là dự án tiến hành nạo vét trục rạch ra kênh sáng An Hạ, kênh sáng lớn với tổng chiều dài tuyến 38,39 km, xây dựng cầu sáng trên đường Đỗ Văn Dậy và cầu lớn trên đường Nguyễn Văn Bứa. Về đường bộ nội đô, dáng vẻ của Hóc Môn và Củ Chi chính là những cung đường bộ nội đô sạch đẹp, hiện đại. Vì vậy, các dự án này cũng được chú trọng, cụ thể như mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã ba Dòng cầu tỉnh lộ 9 và xây dựng cầu lớn, nâng cấp mở rộng đường với chiều dài 3,7 km, xây dựng hai cầu lớn song song dài 58 m, mỗi cầu dài 17,5 m. Lĩnh vực xử lý rác thải. Vì một môi trường sống xanh, sạch trên địa bàn hai huyện, các dự án xử lý rác thải cũng được chú ý cải tạo và xây dựng như sau: xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tây Bắc lưu vực số 12 trên địa bàn huyện Củ Chi, xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với công suất 1.000 tấn một ngày tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và thu hồi năng lượng công suất 2.000 tấn một ngày tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi. Lĩnh vực giảm ngập nước. Dự án cống kiểm soát triều rạch ra sẽ trở thành dự án cấp bức thiết trên địa bàn hai huyện Hóc Môn và Củ Chi, nhất là trước tình trạng ngập úng và triều cường như hiện nay trên toàn thành phố nói chung và địa bàn hai huyện nói riêng. Lĩnh vực chỉnh trang đô thị. Thành phố mời gọi đầu tư 12 dự án chỉnh trang đô thị nổi bật, gồm 10 dự án tại Hóc Môn kêu gọi đầu tư, 6 dự án xây dựng khu dân cư đô thị mới tại thị trấn Hóc Môn, xã Tân Thới Nhì, vị trí 1, 2 và 3 trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, một khu dân cư đô thị xã Xuân Thới Sơn và một khu dân cư mới xã Tân Xuân, một khu dân cư mới tại thị trấn Hóc Môn, một dự án xây dựng khu dân cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ xã Tân Xuân, một dự án xây dựng khu dân cư đô thị mới dịch vụ thương mại kết hợp du lịch giải trí khu dân cư đô thị xã Tân Hiệp, một khu dân cư đô thị mới dịch vụ thương mại xã Tân Hiệp và một khu dân cư nông thôn kết hợp sản xuất nông nghiệp xã Xuân Thới Sơn. Huyện Củ Chi có hai dự án kêu gọi đầu tư: nghĩa trang công viên ở xã An Phú, An Nhân Tây với quy mô rộng 25 hectare, khu dân cư 64 huyện Củ Chi với diện tích lên tới 54 hectare. Lĩnh vực công nghiệp. Để khai thác tiềm năng dồi dào và tài nguyên cũng như tận dụng lợi thế về hệ thống giao thông đa dạng cả đường bộ và đường thủy của huyện Hóc Môn, có 3 dự án công nghiệp đang mời gọi đầu tư, gồm khu công nghiệp xã Xuân Thới Sơn,
vị trí số 2 với diện tích 61,2 hectare, có quy hoạch kết nối với tuyến đường vành đai 3, vô cùng thuận lợi về giao thông để phát triển công nghiệp. Khu công nghiệp và khu dân cư kết hợp tái định cư xã Xuân Thới Thượng. Vị trí số 3 có diện tích lý tưởng tới 380 hectare với vị trí thuận lợi giáp đường song hành Phan Văn Hớn, dự kiến giáp kênh Trung ương và huyện Bình Chánh, thuận lợi phát triển các mô hình đô thị và sản xuất công nghiệp theo quy hoạch. Xây dựng khu công nghiệp xã Xuân Thới Thượng, vị trí số 1 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn có diện tích 55 hectare. Về quy hoạch, khu vực tiếp giáp kênh liên vùng và khu công nghiệp DIC là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp sản xuất. Lĩnh vực nông nghiệp. Song song với các dự án về công nghiệp, huyện Hóc Môn có 5 dự án. Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cánh đồng Trung Đông, xã Thới Tam Thôn và 4 dự án xây dựng khu nhà vườn kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở xã Nhị Bình, vị trí số 1, số 2, số 3 và xã Đông Thạnh. Huyện Củ Chi có 10 dự án khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn ở, gồm phân khu từ 1 đến 10, phân bổ ở các khu vực xã Phú Mỹ Hưng, xã An Phú, xã An Nhân Tây, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Trung An, xã Hòa Phú và Bình Mỹ. Lĩnh vực thương mại dịch vụ. Đáp ứng nhu cầu của người dân và sự phát triển hiện đại của xã hội thì các khu thương mại dịch vụ giải trí cũng ngày càng được chú trọng. Có 2 dự án. Thứ nhất, khu thương mại dịch vụ xã Xuân Thới Sơn, vị trí số 1 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, khu trung tâm thương mại quốc lộ 22, giáp Hải, huyện Củ Chi với diện tích tới 12,29 hectare, hứa hẹn trở thành khu phức hợp mua sắm giải trí lý tưởng cho dân địa phương và du khách. Để trở thành một đô thị hiện đại và sinh thái ở phía tây thành phố hoàn hảo, không thể thiếu các dự án quan trọng về giáo dục, văn hóa và thể thao. Có thể điểm qua 4 dự án như sau. Dự án là khu giáo dục đại học cao đẳng huyện Củ Chi với quy mô lên tới 131 hectare. Đây là dự án phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chức năng khu giáo dục của khu đô thị Tây Bắc. Dự án xây dựng khu nhà vườn sinh thái kết hợp công viên cây xanh, thể dục thể thao tại xã Xuân Thới Thượng, vị trí số 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Dự án khu nhà vườn Nhị Bình trên địa bàn xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn mang nhiều nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Hóc Môn, phù hợp để phát triển du lịch sinh thái kết hợp với nhà vườn. Dự án công viên Sài Gòn Safari, xã An Nhân Tây và xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi với tổng diện tích lên tới 450 hectare là công viên du lịch sinh thái có tầm cỡ quốc gia và khu vực Đông Nam Á, là nơi trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống các loài động thực vật quý hiếm của thế giới và Việt Nam, với quy mô xây dựng gồm 7 khu vực. Cùng với sự phát triển của khu Nam, khu Đông, khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh bao năm qua ví như một kho tàng còn nằm ngủ yên, chưa được phát huy tiềm năng và lợi thế. Khi đánh thức con rồng Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi và Hóc Môn với nguồn nhân lực dồi dào và điều kiện thiên nhiên thuận lợi, ít bị ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, chắc chắn là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, làm mảnh đất vàng có tương lai tươi sáng. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư kinh doanh tại thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, một điểm đến hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á.